thực hiện phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Sáng nay, nhiều địa phương trong tỉnh Bình Dương tổ chức hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Bào Bàng năm 2023, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, ngày chạy Olympic là một hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ngay sau buổi lễ, cán bộ viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân huyện Bào Bàng tham gia hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Tại lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Phú Giáo năm 2023, hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng chạy cự ly 1 km. Dịp này, huyện Phú Giáo khai mạc giải Việt giã truyền thống thanh niên khỏe và giải bóng đá khu ấp văn hóa huyện năm 2023, nhằm hưởng ứng phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước trong tuổi trẻ toàn huyện, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.